Ôi. rồi do nơi ham vợ quá cho nên là cái con đường đó nó hơi bị tắc ách một xíu. À, Giờ vậy giờ có anh duyên rẽ ngang, anh cưới à, vợ. giờ nhờ gì có duyên mới về Bình Em thì em được biết anh Công vào năm 1998 hoặc là 99 gì đó. Lúc đó thì em cũng còn học phổ thông, mà lúc đó trong mắt của em á, anh là một người anh rất là tài năng, dìu dắt cho đàn em. Lúc đó thì em được cộng tác với lại trung tâm văn hóa của tỉnh mình, đi diễn những cái đêm diễn phục vụ bà con vùng sâu vùng xa. Trong khi đó thì em là ca sĩ của anh Công á, là đạo diễn nè, MC nè, diễn viên nè, tổng Đúng đạo rồi, diễn chương trình luôn, tất tần tất tần tật tật. luôn. Trời ơi, rồi tay chân đâu đùng đùng mà anh có thể anh quên xoay sở tất cả những cái vị trí như vậy anh? Vì khi một cái đội thông tin lưu động đó, nó đòi hỏi cái người đó phải đa Đa năng năng, à, chứ còn nó đâu có biên chế nhiều, mà cũng may là anh có nhiều cái năng khiếu trong đó, Vậy vai tức là trò anh sẽ này. nhận lương là đạo diễn nè. Trời ơi, nhận Thôi mình tới bỏ, đầu em có đầu lương hả? phải Thôi Nhi làm ơi, mà có niềm đam đúng mê. rồi, mình bỏ qua cái trong đoạn nó Đi, đi, không, mình sẽ em nói là đang mình ganh tị là tại đam sao Thúy đi hát thì cũng nhận một đầu lương, mà anh lại vừa diễn hài nè, vừa MC, vừa đạo diễn mà cũng nhận có một đầu lương thôi. Không, nhưng mà em nhớ cái thời điểm đó hầu như là mọi người cũng không nghĩ nhiều đến cái chuyện là cát-xê. Mọi người làm vì thật lòng, vì Đam đam mê và mang tiếng hát, những cái câu chuyện mà anh dựng thành kịch nè, kịch sân khấu để mang đến cho bà con, để tuyên truyền bà con, ví dụ như về cái hóa gia đình nè, rồi làm sao nếp sống văn minh, gia đình văn Đúng rồi. hóa nè, rồi những cái đợt bầu cử Đúng rồi, nữa cái gì cũng biết đó. hết Nên là phải làm á. em hát được có một bài hai bài, em đứng trong sân khấu em nhìn anh chị diễn em rất là thích luôn, mà lúc đó em nhỏ quá em chưa có biết diễn xuất là gì. Chứ phải chi mà À, em chắc gặp anh trễ chút thì chắc giờ em cũng được vai nào đó cái thời điểm là tiếng hót Kim Đa Đa chắc là nổi tiếng lắm, bởi vì anh tuyên truyền khi hóa gia đình nữa mà, đúng không? Thưa anh, em tiếp tục câu chuyện là rồi anh về dưới đó anh thi diễn viên, anh đậu xong anh hoạt động nghệ thuật rồi, thế nào nữa, tiếp tục thế nào nữa? Tiếp tục thì anh lại tiếp tục đi học đạo diễn. Học đạo diễn. Học đạo diễn thì sau khi ra trường ấy, năm đó là anh đi thi đạo diễn trẻ toàn quốc năm 2007 Có là được lúc giải không anh? anh được giải ba, Giải ba toàn quốc. 91 đạo diễn loại ra hết, anh nằm trong cơ top 9 người thì anh đạt giải ba, đó Wow. là Trời, một được sự rồi. may mắn cho anh luôn. Trong nghề đó một kỷ Anh niệm. nói khiêm tốn, anh cứ nói may mắn thật ra, Rất anh là nói nó không có tự hào, tài rất là là nhất. hãnh diện. Hãnh diện, Bình Phước vô cùng hãnh diện khi mà một người đạt giải ba toàn quốc, quý vị. Dạ rồi tiếp tục đi anh, rồi Rồi kỷ niệm của anh á, anh dẫn cái đoàn đi vô trong vùng sâu diễn cho đồng bào chỗ Sa Tiên á, thì anh có cái kỷ niệm vui lắm. Anh diễn một cái vai người dân tộc, cái ông nói với vợ ông mà đẻ nhiều quá là mình làm cái kế hoạch tuyên truyền kế hoạch hóa mà, thì anh nói tiếng Sa Tiên thì cái ông dân tộc cũng lên ông giật micro, anh bất ngờ quá đang diễn ông giật micro, nói dơ mày nhai tin tao hả, mày nhai tin đồng bào tao quýnh mày chết cha mày luôn hả, mày nhai tin tao hả. lúc đó lúc đó anh hết hồn rồi, nói, anh ơi tôi diễn mà tôi diễn vai anh chứ tôi không có nói gì về chọc ghẹo anh, không mày xuống, mày xuống sân khấu mày không nói được tin tao nữa. Thật ra Kỷ đó là niệm những cái câu chuyện đó. có thật trong cuộc đời diễn viên của mình. Đó, kỷ niệm Bất đó. ngờ anh hả? Rồi Còn rồi nhiều tình huống nữa chứ vậy mà hả? cũng khó kể ở Khó đây lắm.